Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục cập nhật về tình hình của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Mới đây thì báo chí đồng loạt đưa tin về việc mở rộng điều tra bà Nguyễn Phương Hằng livestream, công an đã mời ekip giúp sức làm việc. Những người giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng quản lý các trang, các kênh trên mạng xã hội, bàn kịch bản, khách mời trong các buổi livestream được công an mời làm việc ngày hôm nay. Công an cũng xác định một đồng phạm của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và những thanh niên câu view kêu gọi biểu tình ở khu du lịch Đại Nam cũng đã được mời làm việc ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Một nguồn tin cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành mời làm việc đối với nhiều người nhằm mở rộng điều tra liên quan tới vụ bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971 bị khởi tố bị bắt tạm giam. Những người này là trợ lý nhân viên được bà Nguyễn Phương Hằng giao cho quản lý 12 kênh, các trang mạng xã hội như là YouTube, Facebook, Fanpage, TikTok để đăng tải các thông tin, thực hiện các buổi live stream theo yêu cầu của bà Hằng. Ngoài ra còn có đội ngũ kỹ thuật tham gia tổ chức các buổi live stream. Những cộng sự của bà đã giúp sức cho bà trong suốt thời gian vừa qua. Ngoài ra còn có những người tham gia bàn bạc kịch bản chuẩn bị nội dung cho bà Hằng nói trong các buổi live stream. Những người tư vấn khách mời trong các buổi live stream thu hút lượng fan hâm mộ theo dõi khủng, trong đó có cả những người am hiểu về pháp luật. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã mở rộng điều tra về những cá nhân khác đã sử dụng các trang mạng xã hội chia sẻ dày đặc các thông tin, những nội dung liên quan tới xúc phạm vu khống người khác xuất phát từ các buổi live stream của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Bước đầu là các YouTuber hoạt động tích cực có mối quan hệ với bà Hằng được bà mời đến các buổi live stream để chia sẻ thông tin. Công an cũng làm rõ vai trò, hành vi của từng người và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Nguồn tin cho hay khi khám xét nhiều căn nhà của bà Hằng thì cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng để phục vụ cho công tác điều tra. Phần lớn trong đó là thu giữ các tài liệu, kịch bản, các mảnh giấy nhỏ ghi rõ nội dung, thông tin về các cá nhân có mâu thuẫn với bà Hằng cùng với một số người khác bàn bạc chuẩn bị sẵn sàng để nói trong buổi live stream. Như đã thông tin, hôm ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 của Bộ luật hình sự. Điều tra sơ bộ của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định gần một năm qua bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh trang mạng xã hội để livestream chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật để vu khống, xúc phạm, nhục mạ nhiều cá nhân, tổ chức. Từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã 4 lần mời bà Hằng lên làm việc để cảnh báo, răn đe và yêu cầu chấm dứt ngay hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nhưng bà Hằng tránh né, không chấp hành theo quy định của pháp luật. Mặt khác, bà Hằng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tập tụ đông người, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, Tân Bay Sân Tân Sơn Nhất, tổ chức đoàn đi Hà Nội, Châu Đốc, An Giang, v.v. Tổ chức nhiều buổi live stream công kích, xúc phạm nhiều cá nhân, tổ chức, gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật. Hôm nay ngày 27 tháng 3, nhiều người bị điều tra vì liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan điều tra công an làm rõ vi phạm của những người từng giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng live stream xúc phạm người khác, tung tin bị can được tại ngoại. Hôm nay ngày 27 tháng 3, nguồn tin tại Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết động thái này nhằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng 51 tuổi
Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Diễn biến sự việc cho thấy bà Hằng có cả ekip hỗ trợ, đạo diễn kịch bản, truyền thông, khách mời và phân vai đã kích người khác. Cơ quan công an điều tra đã làm việc với những người này để làm rõ vai trò, động cơ, xem xét dấu hiệu tội phạm. Nguồn tin nói và cho biết hiện tại bà Hằng đã thay đổi thái độ hợp tác với cơ quan công an điều tra. Ngoài ra, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng triệu tập nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã phát tán thông tin sai sự thật. Khuya ngày 24 tháng 3, lúc bà Hằng bị bắt, CEO Đại Nam được ông Dũng Lò Vôi, chồng của bà Hằng, bảo lãnh cho tại ngoại. Bà Nguyễn Phương Hằng chỉ đóng phạt 1,5 triệu đồng rồi cho về, v.v. để làm rõ động cơ tung tin giả. Cũng trong ngày hôm nay, công an tỉnh Bình Dương đã mời Lê Văn Phụng, 32 tuổi, chủ tài khoản phát tán những thông tin sai sự thật. Người này thừa nhận trưa ngày 26 tháng 3 đã đăng video có nội dung kêu gọi biểu tình lúc 7 giờ ngày 27 tháng 3 tại cổng khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Hằng thuộc phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Phụng cho biết làm như vậy để câu like, câu view. Đã nhận thức được hành vi này là sai trái nên đã gỡ bỏ video trên mạng và cam kết không tái phạm nữa. Bà Nguyễn Phương Hằng được biết đến là một đại gia bất động sản tại Việt Nam có tiếng, vợ của doanh nhân Quỳnh Uy Dũng, tức là ông Dũng Lò Vôi. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng tố cáo với công an về việc đưa cho lương y Võ Hoàng Yên hàng trăm tỷ đồng để làm từ thiện, nhưng ông sử dụng số tiền này cho bản thân. Trong các buổi live stream tiếp đó của bà Hằng, bà tỏ ra bức xúc, đồng thời kêu gọi nghệ sĩ lên tiếng để tố cáo ông Võ Hoàng Yên không chữa bệnh, không đạt được mục đích mà như trước đây ông đã nói. Bà bày tỏ trong live stream của mình chửi Hoài Linh ăn chặn và ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung hồi cuối năm 2020. Nói chung bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng trong live stream của mình thì bà kêu gọi các tên nghệ sĩ về việc ăn chặn tiền từ thiện. Đến tháng 5 năm 2021, nghệ sĩ hài thừa nhận chưa chuyển 13 tỷ đồng từ thiện cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt do dịch bệnh và sức khỏe. Ông đã nhờ người đại diện trao hết số tiền quyên góp trong một tháng sau đó. Trong hàng trăm buổi live stream của mình, bà Hằng cũng khẳng định ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, Đại Nghĩa, v.v. kêu gọi ủng hộ lũ lụt miền Trung nhưng đã bỏ túi riêng hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra thì Bộ Công an đã xác định các nghệ sĩ này không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp. Ngoài ra, bà Hằng cũng có nhiều buổi live stream tấn công những người nổi tiếng khác, trong đó có Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vy Oanh, về việc này. Ngoài ra, bà Hằng cũng có nhiều buổi live stream tấn công những người nổi tiếng, trong đó có Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vy Oanh. Về việc này, nữ ca sĩ đã gửi đơn tố cáo bà Hằng có hành vi vu khống, nói cô đẻ mướn cho đại gia, giật chồng người khác, v.v. Quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được 6 đơn khác mà bà Hằng đã hàng loạt kêu tên, nhục mạ họ trong các buổi live stream của mình. Đầu tháng 3, cơ quan công an điều tra đã quyết định tạm đình chỉ giải quyết đơn của ca sĩ Vy Oanh do hết thời hạn, đồng thời thông báo sẽ tiếp tục xác minh. Ba hôm trước thì cơ quan công an điều tra đã phục hồi giải quyết đơn tố cáo của cô sau khi xác định đủ căn cứ để khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Mong tất cả mọi người nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những tin tức mới. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả thật là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.